mình coi hai chiếc máy Toyota 70 của ai gắt chung mà một miếng đất nha các bạn. Ở đây còn đất này cặp máy giường, đất này ra chắc chuột lắm à. Không lấy gì chụp được nhưng mà ép cho con hả? Chúng ha, lúa chín mà còn xanh lè lá. Chín rồi. Ừ, mà xanh lè lá vậy là người chúng lắm. Tế cậy hết. Giá cái này chắc có giá lắm hả ta? Không biết đây bán nhiêu nữa, còn của em đang bán 62. Giống gì anh? Thơm. À.